Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm kem nhãn túi. Với cách làm này sẽ cho ra kem béo, thơm, ngọt, rất là ngon. Bây giờ mình mời các bạn cùng làm kem nhãn với mình nhé. Để làm kem nhãn thì mình đã chuẩn bị sẵn 1 kg nhãn. Mình mua nhãn xuồng cơm vàng á, thì thịt sẽ khô ngon hơn. Và một hộp nước cốt dừa 400 ml, một hộp sữa tươi, mình chọn loại ít đường, một hộp là 1 lít, một hộp sữa ông thọ 380 g, 2 ống vani và 1 muỗng canh bột năng. Bây giờ mình bắt đầu đi lột nhãn trước nhé. Mình sẽ lột bỏ phần vỏ và phần hộp, mình lấy phần thịt nha các bạn. Làm kem nhãn á, mình chọn loại nhãn xuồng cơm vàng này nè, dễ lột mà thịt lại nhiều, ăn rất là ngon luôn, rất là dễ lột nữa. Bây giờ mình sẽ lột hết phần nhãn này luôn. Nhãn mình đã lột xong rồi nè, rất là nhiều thịt luôn, nhìn rất là ngon nè. Bây giờ mình sẽ cho nhãn vào bịch nha. Mình sẽ dùng bịch đổ kem á, mình sẽ cho khoảng 5 trái nhãn vào. Mình cho khoảng nhiêu nè. Tương tự như vậy mình sẽ cho hết phần nhãn vào bịch luôn nha. Phần nhãn mình đã cho vào bịch xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi nấu phần sữa và nước cốt dừa nhé. Mình sẽ cho một hộp sữa tươi vào nồi. Mình sẽ cho hết luôn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho 2 ống vani vào. Cho luôn 1 lon nước cốt dừa vào luôn. Phần bột năng mình sẽ cho 1 ít nước và mình quậy cho tan, cho vào phần sữa luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quậy cho đều. Phần sữa mình nấu đến khi nào sữa nóng á, thì mình sẽ cho sữa đặc vào nha. Sữa đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho phần sữa đặc vào. Mình sẽ cho hết 1 hộp sữa ông thọ vào luôn. Sữa và nước cốt dừa mình không cần nấu sôi quá nha, chỉ cần vừa sôi là chúng ta sẽ tắt bếp là được nha. Nếu chúng ta nấu sôi quá thì phần sữa và nước cốt dừa sẽ không béo đâu. Mình nấu đến như vậy là được rồi nè các bạn, mùi rất là thơm luôn đó, rất là ngon đó các bạn. Như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ cho phần sữa nguội bớt, rồi mình sẽ cho vào ca. Sữa cũng đã nguội bớt rồi, bây giờ mình sẽ cho sữa vào ca nè. Mình chọn cái ca có miệng hơi dài một chút để khi chúng ta gót vào bịch nó dễ hơn đó. Giờ mình sẽ cho sữa vào bịch nhãn khi nãy chúng ta đã chuẩn bị đó. Mình sẽ cho bao nhiêu và mình sẽ dùng 1 cọng thun để cột lại nha.
Kem nhãn á rất là dễ làm luôn, mà ăn lại rất là ngon luôn đó, mùi rất là thơm. Như vậy là mình đã được một bịch kem nhãn rồi nè các bạn. Tương tự như vậy mình sẽ làm hết phần sữa và nhãn luôn nha. Phần sữa mình đã cho vào bịch xong rồi, bây giờ mình sẽ đem vào tủ lạnh để cho đông lại nhé. Và đây là phần kem nhãn đã đông lại rồi nè các bạn, nhìn rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ đem một bịch này, mình sẽ cắt ra xem bên trong như thế nào nhé. Wow, rất là ngon luôn nè các bạn, nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ thử một miếng coi như thế nào nha. Mình mời các bạn nhé. Thịt nhãn thì giòn và thơm, nước cốt dừa và sữa béo béo, độ ngọt thì vừa phải, rất là ngon. Và như vậy video làm kem nhãn đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Bye.